gia nói, sự kiện thể thao Super Bowl xây dựng tình liên đới và hòa bình. Hội đồng giám mục Philippines tiếp tục phản đối cách Tổng thống Duterte chống ma túy. Đức Thánh Cha hỗ trợ sáng kiến đại kết hòa giải tại Đức. Đức Thánh Cha nói, sự kiện thể thao Super Bowl xây dựng tình liên đới và hòa bình. Theo CNA, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp bằng video tới khán giả và các cầu thủ của hai đội bóng Patriots và Falcons khi họ chuẩn bị ra sân. Trong đó, Ngài nói, đây là cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết và xây dựng những đức hạnh. Những sự kiện thể thao như Super Bowl mang tính biểu tượng cao cho việc xây đắp nền văn hóa của tình liên đới và hòa bình, Đức Thánh Cha đã nói trong video được đăng tải trên các trang truyền thông hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 5. Chơi thể thao có thể giúp chúng ta tự vượt thắng tính ích kỷ và với phương thức lành mạnh, chúng ta có thể học cách hy sinh để phát triển trong sự thành tín, tôn trọng các chuẩn mực chung. Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng giải đấu Super Bowl năm nay sẽ là một dấu chứng của hòa bình, hữu nghị và đoàn kết thế giới. Đức Thánh Cha Francisco, một vị giáo hoàng yêu thể thao, cũng thường nói về nó như một chỗ đặc thù để học về các đức hạnh và thực thi tình huynh đệ. Ngài đã thường chơi thể thao từ khi còn nhỏ, mặc dù Ngài đã thú thật rằng mình đá bóng không giỏi trong bài phỏng vấn với trang tin tức thể thao của Argentina năm 2015. Video gửi lời chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco tới Super Bowl đã thu hút hàng triệu lượt xem qua các kênh truyền thông lớn như Fox, ABC, New York Post. Super Bowl được hiểu là một siêu cúp bóng bầu dục tại Mỹ, là giải vô địch của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia, hiệp hội hàng đầu của bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ. Theo CNN, giải đấu Super Bowl năm ngoái là đợt được đón xem nhiều nhất trong lịch sử, với gần 111,9 triệu lượt xem trên truyền hình Mỹ. Hội đồng giám mục Philippines tiếp tục phản đối cách Tổng thống Duterte chống ma túy. UCAN News đưa tin, Hội đồng giám mục Philippines đã tập trung người Công giáo để chống lại làn sóng giết người hơn 7 tháng qua và lên án mạnh mẽ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nói trong thư tuyên bố đã được đọc ở nhiều nhà thờ trên khắp quốc gia hôm 5 tháng 2, các giám mục Philippines cho biết, nếu chúng ta bằng lòng hoặc chấp nhận việc giết những nghi phạm sử dụng ma túy, chúng ta cũng nên có trách nhiệm với cái chết của họ. Việc buôn bán sử dụng ma túy cần được chấm dứt và vượt qua. Tuy nhiên, giải pháp đưa ra đã không che đậy được tội giết chết những nghi phạm là người sử dụng hoặc buôn bán chất gây nghiện trái phép này. Các giám mục nói thêm, UCAN News cho biết, ước tính có khoảng 7.000 người đã bị giết chết từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy khi ông lên nắm quyền lực hồi tháng 6 năm ngoái. Các giám mục đã đưa ra tiếng nói chung chống lại việc giết chóc của cảnh sát trong những đợt tấn công người nghiện và của những nhóm dân phòng nhắm mục tiêu và những người sử dụng cũng như buôn bán, với những khẳng định mạnh mẽ rằng ngay cả chính phủ cũng không có quyền diệt trừ quyền sống của con người. Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, người đứng đầu Hội đồng giám mục Phi, đã viết trong thư tuyên bố rằng chúng tôi cùng với giáo hội sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại sự ác, ngay cả khi chúng tôi nhận biết về những thiếu sót có trong chính mình. Giáo hội Công giáo Philippines đã phê phán cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte đang tạo ra một triều đại khủng bố. Đức Thánh Cha hỗ trợ sáng kiến đại kết hòa giải tại Đức. Đức Thánh Cha Francisco đã hỗ trợ một sáng kiến chung của Công giáo và Tin lành Đức với chủ đề chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017 dành cho phái đoàn đại kết Công giáo và Tin lành Đức gồm 23 vị. Đứng đầu là Đức Giám mục Bedford Storm, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, và Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 500 năm của cải cách
do Martin Luther đề xướng. Phát biểu trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng điều linh hoạt và làm cho những người cải cách quan tâm, xét cho cùng là chỉ con đường tiến về Chúa Kitô, và đó cũng là điều mà chúng ta phải quan tâm ngày nay. Sự kiện lời kêu gọi canh tân của những người cải cách đã đưa tới những diễn biến làm chia rẽ giữa những Kitô hữu, thật là điều bi thảm. Đức Thánh Cha tiếp tục với lời tạ ơn Chúa vì ngày nay các tín hữu Công giáo và Tin lành khiêm tốn và thẳng thắn muốn xích lại gần nhau, và họ còn chuẩn bị cùng nhau chia sẻ một cử chỉ quan trọng trong buổi lễ đại kết với chủ đề chữa lành ký ức làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng như thế các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức có thể đáp lại trong kinh nguyện lời kêu gọi mạnh mẽ của việc thanh tẩy trong Thiên Chúa những ký ức để được đổi mới trong nội tâm và được Thánh Linh sai đi mang Chúa đến cho con người ngày nay. Ngài cũng nhắc đến những sáng kiến Tin lành và Công giáo tại Đức dự kiến thực hiện chung trong năm kỷ niệm 500 năm của cải cách, trong đó bao gồm cuộc hành hương chung tại Thánh Địa và một hội nghị chung về Kinh Thánh để trình bày những bản dịch Kinh Thánh mới dùng chung cho cả Công giáo và Tin lành. Bên cạnh đó còn những hoạt động đại kết về trách nhiệm xã hội của các tín hữu.